Đây là chương trình livestream buổi trưa ngày 11 tháng 4 năm 2024. bốn. Uh, rất là sorry mọi người là Vlog Minh Hải đang đi học cho nên là hôm nay uh, livestream ở một cái giờ rất là lỡ cỡ. Có thông tin mới là mình sẽ lên sóng phục vụ các bạn ngay và hôm nay thì Minh Hải xin phép là sẽ chỉ livestream trong vòng khoảng 30 phút thôi để không uh, làm mất thời gian làm việc của các bạn và cũng như là cập nhật cho các bạn những thông tin mới nhất. Bây giờ thì thông tin thì rất là nhiều. À, hôm nay thì mình có được cái thông tin là huấn luyện viên Jin vừa mới kết thúc một cái chuyến sang Việt Nam. Ông uh, đi du lịch cùng những người bạn cùng với uh, gia đình và cũng đã có rất là nhiều những cái thông tin mới. Bởi vì là thông tin bây giờ liên quan đến huấn luyện viên Jin là một cái thông tin rất là nhạy cảm. Vì chúng ta biết là bây giờ liên đoàn bóng đá Việt Nam cũng như là đặc biệt là người hâm mộ bóng đá Việt Nam và những nhà chuyên môn của bóng đá Việt Nam thì đều ghi nhận rằng là huấn luyện viên Jin bây giờ là sự uh, lựa chọn tối ưu của chúng ta. Trong bối cảnh mà đội tuyển Việt Nam cần phải phát triển an toàn nhưng trong sự an toàn đấy phải có tính đột biến. Huấn luyện viên Leon Jin sang Việt Nam và ngay lập tức mình cũng đã tìm đến những người thân thiết với huấn luyện viên Leon Jin đã gặp huấn luyện viên Leon Jin trong suốt thời gian mà ông ở Việt Nam thì nhận được cái thông tin là có thể là huấn luyện viên Leon Jin sẽ bật đèn xanh cho chúng ta. À, huấn viên Leon Jin bây giờ thì cũng chưa có chưa nhận công việc ở bất cứ nơi đâu và ông thì còn rất là nặng tình với bóng đá Việt Nam và khả năng rất là cao nếu liên đoàn bóng đá Việt Nam mở lời thì có thể chúng ta sẽ có được sự phục vụ của huấn luyện viên Leon Jin. Đấy là cái thông tin rất mới với Việt Nam. Và cái thứ hai là theo như thông tin mà mình có được thì liên đoàn bóng đá Việt Nam đã thay đổi cái tiêu chí lựa chọn huấn luyện trưởng cho đội tuyển quốc gia. À, đây cũng là một cái thông tin mà mình nghĩ rằng là nó cũng mang lại chúng ta thêm rất là nhiều những cái uh, những cái nguồn để chúng ta có thể uh, hiểu được rằng là cái công tác lựa chọn nhân sự của Liên đoàn bóng đá Việt Nam uh, chúng ta sẽ không làm theo cái kiểu là chỉ có một ứng viên được chúng ta tiếp xúc mà chúng ta sẽ gửi và nói chuyện với rất nhiều ứng viên sau đó là chúng ta thành lập lại bộ hồ sơ và cuối cùng là quyết định xem ai sẽ là người được lựa chọn nó giống như kiểu là chúng ta sẽ lựa chọn một ứng viên duy nhất nhưng ví dụ như là trong 10 ứng cử viên thì chúng ta sẽ tiến hành là phỏng vấn cả 10 huấn luyện viên đấy chứ không chỉ đơn giản là chúng ta thành lập ra 10 ứng cử viên chúng ta lựa chọn ông đứng đầu sau đó là chúng ta đàm phán nếu được phát là chúng ta lấy ngay bây giờ chúng ta không làm như thế nữa chúng ta đã có những sự thay đổi tức là bây giờ chúng ta sẽ đi tìm hiểu tất cả những bộ hồ sơ đó sau đó là chúng ta lựa chọn những người mà được cho là phù hợp nhất dựa trên những cái thông tin mà chúng ta cung cấp cho họ và dựa trên cái phản hồi của họ với chúng ta. Mình cho rằng là đây là một cái thông tin rất là hay. Liên đoàn bóng đá Việt Nam thì vẫn giữ nguyên những cái tiêu chí lựa chọn. Ví dụ như là không quy định về tuổi tác này, nó phải phù hợp với văn hóa này, đặc biệt là phải có một mối quan hệ tốt với giới truyền thông bởi vì liên đoàn bóng đá Việt Nam uh, nhìn nhận rằng cái thất bại của huấn luyện viên Philip Chu một phần là do cái mối quan hệ của ông với uh, truyền thông đã bị đóng băng. Đấy cũng là một cái tiêu chí mình nghĩ là rất là quan trọng. Ngoài ra thì về mặt bằng cấp rồi lương lấy các thứ thì nó vẫn là giữ như cũ. Lương thì phải phù hợp với khả năng tài chính của liên đoàn bóng đá Việt Nam. Và thứ hai nữa là chúng ta cần có những người có bằng FIFA Pro hoặc AFC Pro, tức là cái bằng lớn nhất bây giờ. Bởi vì sao? Bởi vì cái bằng đấy thì các huấn luyện viên mới được đi họp báo tức là phải đủ tiêu chuẩn thì người ta mới cho phép là các huấn luyện viên được uh, đến và trả lời những cuộc phỏng vấn mình, chúng ta biết là bóng đá Việt Nam có nhiều đội bóng khi ra AFC Champions League hoặc AFC Cup thì không có đủ bằng cấp chứ là đã phải lấy những người khác có cái bằng FIFA Pro để gọi là được coi là được đăng ký với tư cách là huấn luyện viên trưởng hôm nay thì thông tin rất là mới thì mình xin phép là sẽ chia sẻ với các bạn Uh, cố gắng hôm nay chúng ta sẽ nói chuyện với nhau trong vòng khoảng, khoảng tầm 20 25 30 phút được cùng tôi nhé Sau đó là các bạn uh, chiến đấu um, mình đi học thôi Thực ra là chúng ta biết là cái chuyện đi học là nó là cái chuyện mà chúng ta phải học cả đời mà đợt này thì mình có uh, mấy cái uh, khóa học dạ chiến ở thành phố Hồ Chí Minh như là mình vào trong này 4 ngày trong 4 ngày từ ngày hôm qua cho đến uh, hết thứ bảy này thì mình sẽ ở trong Sài Gòn đến đêm thứ bảy thì mình bay về chủ nhật thì chúng ta sẽ lại vẫn trở lại với những khung giờ livestream cũ ok bây giờ mình xin phép là sẽ đi sâu vào các vấn đề nhá vấn đề huấn luyện viên Jin huấn luyện viên Jin thì như các bạn đã nhìn thấy ở trên cái thăm nêu mình đã đưa cái ảnh đấy rồi đến thì huấn luyện viên Jin cùng với những người bạn của mình đi Việt Nam đi đến Việt Nam để du lịch đó, và cũng đi gặp những người những người rất là thân thiết ví dụ như anh lê huy khoa này ví dụ như anh lưu danh minh mình thấy là quế ngọc hải cũng đã muốn uh, anh lê huy khoa tổ chức một bữa ăn để uh, các cầu thủ uh, hiện nay các tuyển thủ quốc gia đang đóng trên địa bàn thành phố hồ chí minh và những vùng lân cận có thể đến để tiếp thầy nhưng mà không kịp bởi vì là huấn luyện viên Jin đã rời việt nam vào tối ngày hôm qua rồi mình cũng rất là tiếc là cái thông tin này mình biết hơi muộn nếu mà mình biết sớm hơn thì mình đã có thể là xin huấn luyện viên Liêu Jin một cuộc phỏng vấn. Tất nhiên là cái câu chuyện nó cũng rất là khó để chúng ta đặt ra cái câu hỏi là ông có làm huấn luyện viên trưởng đội tuyển Việt Nam hay không. Nhưng mà mình nghĩ là cái tình cảm của thầy với bóng đá Việt Nam rồi một chút bình luận của thầy với những cái vấn đề mà bóng đá Việt Nam đã trải qua thì mình nghĩ là đây sẽ là một cái một cái lát cắt rất là quan trọng để chúng ta nhìn đội tuyển Việt Nam chúng ta trong suốt một năm qua dưới thời của huấn luyện viên Philip Chu dưới góc nhìn của một người tiền nhiệm gọi là người tiền nhiệm thì không đúng nhưng mà huấn luyện viên Jin cũng đã được coi là bộ não của huấn luyện viên Park Hang-seo trong cái giai đoạn từ 2017 cho đến 2022. Đó cũng là một cái lát cắt rất là quan trọng và mình cũng đã đi dò hỏi những người thân tín với huấn luyện viên Jin thì mọi người đều cảm thấy rất là lạc quan là nếu như liên đoàn bóng đá Việt Nam mà mời thì huấn luyện viên Jin không có lý do gì lại không sang Việt Nam để làm việc và mình cho rằng mình vẫn bảo lưu cái quan điểm là huấn luyện viên Zin bây giờ đang là giải pháp mình nghĩ là an toàn nhất nhưng an toàn ở đây nó vẫn có tính đột biến bởi vì là huấn luyện viên Zin là được đông đảo người hâm mộ bóng đá Việt Nam ủng hộ và mình nghĩ là với tất cả những gì thầy đã trải qua trong suốt 5 năm từ chuyên môn cho đến sự thấu hiểu các cầu thủ từ vấn đề liên quan đến văn hóa đến cái khả năng tương tác với các học trò mình nghĩ là huấn luyện viên Zin mà sang Việt Nam thì ngay lập tức có thể bắt tay vào công việc ngay và các bạn biết là chúng ta đang cố gắng là đến tháng 5, hết tháng 5 là chúng ta đã có thể có huấn luyện viên trưởng rồi để đến tháng 6 chúng ta sẽ uh, bắt tay vào công việc. Nhưng mà bao giờ cũng thế nếu mà với một huấn luyện viên mới họ sẽ mất rất nhiều thời gian để tìm hiểu nền bóng đá này, tìm hiểu các cầu thủ. Đấy, nhưng mà huấn luyện viên Leo thì chúng ta bỏ qua được cái đó. Chứ là nếu mà tháng 6 cuối tháng 5 chúng ta có được ký hợp đồng với huấn luyện viên Leo Jean, thì đến tháng 6 là chúng ta đã có thể có được cái cái khả năng chuyên môn cao nhất rồi, không còn mất thời gian để chúng ta tìm hiểu thầy tìm hiểu cho, cho tìm hiểu thầy và liên đoàn thì cũng có thể dẹp bỏ được một cái nguy cơ bởi vì là chúng ta biết là bây giờ cái tiêu chí của của liên đoàn bóng đá Việt Nam đấy là phải tìm được một người thấu hiểu bóng đá Việt Nam tìm được một người mà có thể giúp cho bóng đá Việt Nam phát triển và quan trọng nhất là gì có sự ủng hộ của người hâm mộ thì mình nghĩ là với tất cả những cái tiêu chí vừa rồi không ai bằng huấn luyện viên Lee Jin đó thì đấy là cái phần đầu mình chia sẻ với các bạn ở phần thứ hai là những cái tiêu chí mình nghĩ là cái tiêu chí này cái này là mình nghĩ thôi nhá cái tiêu chí mà Liên đoàn bóng đá Việt Nam đưa ra hoàn toàn là để sửa chữa cho những cái thất bại với huấn luyện viên Flip C. Ví dụ như là cái yếu tố liên quan đến sự thấu hiểu không cần biết bao nhiêu tuổi, không cần biết trong quá khứ ông ấy thành công như nào, cũng không cần biết là trong quá khứ ông đã giành những danh hiệu ra sao chỉ cần là ông là một người giỏi tức là có bằng FIFA Pro hoặc bằng AFC Pro đấy và nếu như mà chúng ta biết được những cái thông tin về bản thân ông đấy triết lý bóng đá của đấy thì càng nhiều càng tốt sau đó thì liên đoàn bóng đá Việt Nam dựa trên những cái tiêu chí đó thì mới bắt đầu đánh giá đầu 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 tiên là phải là là giỏi đó này được đánh giá cao bởi giới chuyên môn này rồi uh, hiểu biết về bóng đá Việt Nam và bóng đá Đông Nam Á này Để tiếp theo nữa là phù hợp với bóng đá Việt Nam phù hợp ở đây là phù hợp về mặt tài chính tức là tiền bạc là chúng ta phải phù hợp văn hóa phải phù hợp và quan trọng là ông ấy ông phải chưa có một cái vết gì liên quan đến những cái vấn đề với báo chí với truyền thông tức là nếu mà trong quá khứ ông ấy đã từng có những cái cuộc chiến với truyền thông thì liên đoàn chắc là cũng sẽ không được sẽ không được liên đoàn bóng đá ưu tiên đó yếu tố thứ ba đây là yếu tố quan trọng nhất và đây là cái sự thay đổi cơ bản nhất đó là liên đoàn bóng đá việt nam sẽ phát triển trên diện rộng tức là gì bao nhiêu ứng cử viên mà liên đoàn muốn tức là đưa họ vào danh sách ứng viên thì liên đoàn bóng đá Việt Nam sẽ tiếp xúc với những ứng cử viên đó và sẽ đưa toàn bộ những cái thông tin về đội tuyển ví dụ như là thông tin liên quan đến từng cầu thủ như nào các chỉ số ra sao dựa trên tất cả những cái gì chúng ta có chúng ta chuyển cho họ sau đó là chúng ta sẽ có một cuộc nói chuyện mình gọi là nói chuyện thôi nhưng không phải đàm phán nói chuyện để xem xem ý tưởng của họ như nào chiến lược của họ ra sao sau đó là chúng ta mới tiến hành là giả soát lại và phân loại sau đó thì chúng ta mới thực sự bắt tay vào để chúng ta đàm phán để ký kết hợp đồng cái này nó khác với những cái lần làm việc trước lần làm việc trước là chúng ta sẽ nghiên cứu một cách khá là chủ động chứ không có sự tương tác hai chiều tức là chúng ta nghiên cứu về các ứng cử viên đó xong chúng ta sẽ xếp họ thành thứ tự Đấy, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Ông một này, ông ấy ok Đang đứng hàng đầu Chúng ta sẽ là lực được lựa chọn Để đàm phán đầu tiên nếu mà chúng ta đàm phán được một phát là chúng ta ký hợp đồng ngay thì cái giải pháp này nó sẽ có một cái nhược điểm là chúng ta không biết được là cái anh thứ 9 này, này anh ấy sẽ đàm phán với chúng ta như thế nào anh ấy sẽ đưa ra những cái ý tưởng ra sao cái chiến lược của anh như nào biết đâu anh thứ 9 mới là anh phù hợp nhất thì liên đoàn bóng việt nam chắc chắn là sẽ mất rất nhiều thời gian mất rất nhiều công sức nhưng nó hạn chế được rủi ro tức là lúc này thì cái nguồn thông tin nó không chỉ là thông tin một chiều không thông tin không chỉ là của liên đoàn bóng đá việt nam nghiên cứu mà chúng ta còn có sự phản hồi và như hôm trước mình có nói với các bạn là cái này nó cũng không hề đơn giản bởi những huấn luyện viên nước ngoài ấy, họ từ chối đưa ra những cái kế hoạch những cái chiến lược bởi vì họ sợ rằng là chúng ta uh, hỏi họ họ trả lời chúng ta về chiến lược sau đấy chúng ta lại lấy cái chiến lược đấy của họ để chúng ta áp dụng mà chúng ta không thuê họ nữa thì cái này nó cũng làm cái điều rất là khó khăn nhưng mà cá nhân mình đánh giá là đây là một bước tiến mà cái phần vất vả nó sẽ thuộc về liên đoàn bóng đá Việt Nam nói đến đây thì không biết là các bạn có cảm xúc gì nhưng mà mình thì bắt đầu mình cảm thấy là cái hy vọng của chúng ta dành cho huấn luyện viên Leonzinho là rất là cao đấy. Mình bây giờ mình muốn hỏi các bạn một câu là các bạn có ủng hộ cái việc là chúng ta sẽ mời huấn luyện viên Leonzinho không? Nếu các bạn à, các bạn thấy là đấy là cái giải pháp tốt thì các bạn đánh cho mình từ có. Còn nếu mà giải pháp này là không ổn thì các bạn đánh cho mình từ không ổn. Bởi vì hiện nay nó đang có hai cái um, hai cái luồng tư tưởng xung đột nhau tức là một người thì nói rằng là chúng ta muốn đến một đỉnh cao mới thì chúng ta không nên sử dụng những ekip cũ còn nhiều người thì lại cho rằng là chúng ta cần phải phát triển một cách bền vững và đây là lúc mà bóng đá việt nam đang rất cần một sự phát triển an toàn tức là an toàn nhưng có đột biến tức là trong sự an toàn có đột biến và trong sự đột biến đấy nó phải có sự an toàn thì mình nghĩ là liên đoàn bóng đá việt nam nếu họ giúp cả và họ sẵn sàng đối mặt với cái nguy cơ với những rủi ro thì họ có thể lựa chọn một huấn luyện viên mới tinh còn nếu với mình thì mình nghĩ là huấn luyện viên Jin vào thời điểm này là hợp lý đấy các bạn thấy không à, số lượng người comment có nó áp đảo so với những người không bạn là Trần Văn Tuấn hay là bạn mười Phạm Quang bạn có thể cho biết là lý do vì sao bạn lại comment là không không mình thì nói thật luôn là mình đánh giá rất là cao cái giải pháp mang tên huấn luyện viên Park Hang-seo và huấn luyện viên Jin. mình biết là thầy Park thì sẽ rất là khó có hai điều một là cái giấc mơ của thầy Park nó là giấc mơ lớn hơn rồi đấy thì mình nghĩ là chúng ta không nên làm khó thầy bằng cách là chúng ta mời đấy nhưng mà nếu như mời được thầy Park thì là tuyệt vời cái thứ hai nữa là thầy Park đã từ chối đội tuyển Việt Nam rồi vì chúng ta biết là năm 2022 ba lần liên đoàn đá Việt Nam mời thầy thì cả ba lần thầy đều từ chối và thầy nói là cũng không nếu mà thầy làm cũng không khác được thì mình nghĩ là có thể là thầy đã đưa ra quyết định rồi đó đây là cái thông tin rất là mới ngày hôm nay thông tin rất là mới ngoài ra thì buổi tối ngày hôm nay mình sẽ livestream muộn một chút nhưng mà mình sẽ báo cho các bạn uh, những cái thông tin mới nhất về một vụ chuyển nhượng chắc là cũng sẽ tốn nhiều giấy mực của bóng đá Việt Nam trong thời gian tới đây không phải Hoàng Đức nha các bạn nhé không phải Hoàng Đức không phải Đức Chiến không phải Phạm Tuấn Hải mà là một cầu thủ khác đó thì đấy là những cái uh, thông tin mà mình có thể chia sẻ với các bạn uh, trong ngày hôm nay thực sự là trong uh, hơn 24 giờ qua Tức là từ trưa ngày hôm qua đến chiều ngày hôm nay Thì mình tiếp nhận được rất nhiều những thông tin mới Và mình cố gắng là sẽ xác minh trong thời gian sớm nhất để gửi đến các bạn Càng sớm thì càng tốt Đấy là điều tuyệt vời nhất à, Thực sự mà nói nhá Cái này là mình chia sẻ rất là thật với mọi người Là trong cái cách vận hành ban huấn luyện của huấn viên Park Hang Seo ấy là thầy Ly đóng vai trò quan trọng lắm Thầy Ly là người nghiên cứu đối thủ Thầy Ly là người đề xuất chiến thuật và đề xuất cả cách chơi, đề xuất luôn cả nhân sự. Cho nên là cá nhân mình đánh giá là thầy Ly là chuẩn đấy. Còn thầy Park thì thực sự là thầy rất là quyết đoán. Cho nên là cá nhân mình đánh giá là nếu mà có cả thầy Park, thầy Ly thì quá là tuyệt vời. Nhưng mà nếu không thì thôi có một mình thầy Ly mình nghĩ cũng rất là ok. Nếu mà thầy Ly mà quay trở lại thì sẽ có nhiều các trợ lý, nhiều các trợ lý. Hôm trước mình có hỏi một trợ lý của huấn luyện viên Park Hang Seo thì anh có nói với mình là thầy Park sẽ không thầy Park sẽ không 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 đảm nhận cái vị trí này đâu nhưng mà hôm vừa rồi thì các bạn biết là nếu bình thường ra thầy mà từ chối thì chắc là thầy sẽ nói luôn nhưng mà hôm trước thầy lại im lặng khi mà được đặt ra cái câu hỏi là liệu có quay trở lại để làm huấn luyện viên trưởng đội tuyển Việt Nam hay không thì thầy lại thầy lại từ chối phát ngôn mình cũng chưa hiểu cái ý của thầy là như nào nhưng mà có lẽ là thầy cũng tính toán đúng không bởi vì là biết đâu đấy liên đoàn người ta không mời thì sao tự nhiên lại cứ nói là chúng ta thích thì nó lại không hay đúng không? đấy, mình uh, trở lại với cái câu chuyện về tiêu chí lựa chọn huấn luyện viên trưởng, mình cho rằng là liên đoàn cũng đã rút kinh nghiệm từ cái vấn đề của ông Chu C, đấy, chúng ta sẽ cho họ được cái quyền là quyết định mọi thứ về mặt chuyên môn về mặt nhân sự, nhưng mà chắc là chúng ta cũng phải có một cơ chế để chúng ta kiểm soát và mức lương thì mình nghĩ là không thể cao được như thời của ông Chu C và thời thầy Park đâu. Mình nghĩ là chắc lương khoảng tầm 30.000 nghìn, 40.000 nghìn đô là đã là nhiều rồi. Bởi vì cái tiêu chí nó cũng là cái tiêu chí liên quan đến cái sự phù hợp ấy, cái tiêu chí phù hợp với một phần cá nhân mình đánh giá là nó cũng phải có một yếu tố, đấy là yếu tố liên quan đến tài chính. Chứ bây giờ mà đòi hỏi một mức lương cao quá thì liên đoàn sẽ rất là khó để có thể đáp ứng được. Các bạn có câu hỏi gì thì các bạn đặt ra nhá. Chúng ta đã trải qua 15 phút rồi. Các bạn ai có câu hỏi gì thì các bạn đặt ra, còn bây giờ là Cao Ba Long, sản phẩm hỗ trợ điều trị yếu sinh lý ở nam giới. Các bạn nam mà bị yếu sinh lý qua thời kỳ đỉnh cao hoặc bị giảm chức năng đàn ông vì bất cứ lý do gì do tuổi tác, do áp lực, do cơ địa hoặc là do dinh dưỡng thì chúng ta nên sử dụng cái Cao Ba Long này, nó sẽ giúp chúng ta kéo dài tuổi thanh xuân và giúp chúng ta kéo dài cái thời gian của người đàn ông. Bây giờ chúng ta sử dụng Cao Ba Long thì nó sẽ giúp chúng ta giảm được nguy cơ bị đau lưng đau xương đau cơ đau khớp giảm nguy cơ bị thoái hóa xương loãng xương thiếu canxi và giảm cả nguy cơ bị gãy chân gãy tay gãy xương đây chính là cái tác dụng dành cho những người lớn tuổi trong gia đình của ta mà có những người lớn tuổi ấy, chúng ta nên sử dụng cái này cho cho những người trong gia đình để giúp cho uh, các cụ các ông các bà là nó giảm đi cái nguy cơ bị đau lưng đau xương đau cơ đau khớp và nó giúp cho xương xương của các cụ nó chắc khỏe uh, các cháu nhỏ bị còi xương suy dinh dưỡng chậm lớn biếng ăn đây chính là giải pháp của nó đây các bạn thấy là nó sẽ giúp các con phát triển bộ khung để cải thiện cả thể lực lẫn thể hình các chị em phụ nữ lưu ý đấy, muốn điều hòa lại nội tiết tố cho chuẩn xác và điều đặn như một chiếc đồng hồ như thời của con gái chính là nó các chị em mới sinh con cũng thế sử dụng cái này là tuyệt vời luôn 9 tháng 10 ngày mang nặng đẻ đau và bao nhiêu cái dưỡng chất của người mẹ chuyển sang cho người con trong quá trình thai kỳ thì bây giờ sẽ được cao ba long là bổ sung lại giúp cho các chị em chắc chắn khỏe khoắn và vững vàng số điện thoại mình để trên logo 024 7777 và website là đông shop vn còn đây là anh đông trùng hạ thảo giúp cho chúng ta kéo dài tuổi thọ nó bổ sung thêm dưỡng chất dưỡng chất này bổ nhưng không béo rất tốt cho sức khỏe đấy nó còn giúp chúng ta tăng cường số lượng tế bào tốt để bồi đắp đến tất cả các bộ phận trên cơ thể giúp cho cơ thể chúng ta luôn luôn săn chắc cái khỏe mạnh và nó kích hoạt cơ chế tự hàn gắn nội thương ở đâu có sự đứt gãy về mặt tế bào nó nối liền vào ở đâu mà có khối u lấp đầy khoảng trống khu để lại và ở đâu mà các bạn có những cái vết dao kéo do phẫu thuật hoặc là do chúng ta mất đi những cái tế bào nó sẽ lấp đầy vào đó bịt kín lại tuyệt vời luôn đúng không ạ tiếp theo là nó sẽ tăng cường hệ miễn dịch cơ thể của chúng ta được bảo vệ bởi vòng tròn miễn dịch nó giống như kiểu hệ thống phòng ngự của cơ thể Đấy, bệnh tật tấn công nếu mà chúng ta đủ khỏe nó đẩy lùi nhưng mà cùng với thời gian thì nó sẽ càng ngày nó càng yếu đến một ngày nào đấy thì bệnh tật nó sẽ xé cái hệ thống phòng ngự đấy ra đi như vào chỗ không người như đi vào khung thành bỏ trống thì lúc này nó sẽ tăng cường cho chúng ta ví dụ như là cơ thể sinh ra là một triệu kháng thể đông trùng hạ thảo chi viện thêm một triệu là hai như vậy là hệ thống phòng ngự tăng lên gấp đôi giống như kiểu chúng ta đang bảo vệ khung thành bởi 11 người thì bây giờ chúng ta bảo vệ khung thành bởi 22 người bạn thấy khỏe không đó, đấy là lý do vì sao các chuyên gia luôn khuyên chúng ta nên sử dụng cho những người bị bệnh khó chữa, những người cần chế độ chăm sóc đặc biệt về sức khỏe, những người mà có những cái vấn đề về hệ miễn dịch. Đó. nó giúp cho chúng ta một sản phẩm giúp chúng ta sống lâu, một sản phẩm giúp chúng ta sống khỏe và sống hạnh phúc. Số điện thoại mình vẫn để trên logo 024 7777 -8877 và website là đông á chống đông á shop vn cảm ơn mọi người rất là nhiều bạn dương trần của nó là chana tip sông brazil là sao tự nhiên bạn comment chanathip sông brazil mình không hiểu à, thấy bại toàn tập là như nào không hiểu ý bạn anh hải ơi huấn luyện viên mới của đội tuyển sao rồi mình vừa mới trình bày với các bạn về tiêu chí à, có lẽ là trong tuần này chúng ta sẽ thống nhất được toàn bộ về hệ thống tiêu chí mình biết là liên đoàn bóng đá việt nam trong thời điểm này cũng đã cũng đã có được những cái tên rồi cái tên đó có thể là gửi hồ sơ đến cái tên đó có thể là do các liên đoàn bóng đá họ giới thiệu cho chúng ta và cũng có những cái nguồn riêng của Liên đoàn. Mình biết là như vậy. Đó thì uh, mọi thứ mình hy vọng là nó sẽ nó sẽ được hoàn thành trong tuần này. Và từ tuần sau cho đến hết tháng 5 thì là chúng ta sẽ tìm được huấn luyện viên trưởng. Vẫn là huấn luyện viên ngoại thôi các bạn ạ. Không không có cửa cho huấn luyện viên nội đâu. À, bạn sang đỗ mình cũng đã nói với các bạn về chuyện là thầy ly sang đây du lịch rồi nhưng mà đúng là khi mà thầy sang đi du lịch vào thời điểm này thì có lẽ là chúng ta cũng sẽ có nhiều suy nghĩ đúng không kiên Nguyễn theo em thì bộ đôi hoàng anh tuấn và ông jun gd sẽ hay hơn vì anh tuấn có kinh nghiệm về cầu thủ trẻ kết hợp với ông jun gần có kinh nghiệm và hiểu biết về bóng đá việt nam sẽ có luồng gió mới cảm ơn bạn kiên nguyễn thực ra mình không dám đề xuất cái vấn đề này bởi vì mình sợ mọi người lại nói là mình thân với anh Tuấn hay là mình thân với ông Jun Gần thì mình lại lấy cái cái tình cảm cá nhân lên để mình 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 uh, tiến cử nhưng mà mình không mình nghĩ là nếu anh Hoàng anh Tuấn mà có thêm ông Jun Gần nữa thì hoàn toàn có thể nắm đội tuyển quốc gia nhưng mà mình biết được là liên đoàn sẽ không sử dụng huấn luyện viên nội cho nên là sẽ rất là khó ông ông Gần thì không ông Gần đã từng được liên đoàn bóng đá Việt Nam mời làm huấn luyện viên trưởng đội tuyển Việt Nam đấy nhưng ông từ chối Ông thích làm bóng đá trẻ hơn, ông thích làm cố vấn hơn. Ông rất yêu bóng đá Việt Nam, ông rất muốn hỗ trợ cho bóng đá Việt Nam phát triển nhưng mà thật sự là khó. Đó, mọi người đang hỏi là vì sao mình lại livestream ở cái giờ lỡ cỡ như này. Thì cứ có khung giờ nào mà mình rảnh là mình sẽ livestream và lúc nào mình có thông tin mới thì mình sẽ livestream các bạn có một việc rất là đơn giản là các bạn hãy đăng ký và nhớ khi đăng ký thì ấn vào chuông chọn tất cả để khi nào mà mình uh, có thông tin mới đặc biệt là thông tin liên quan đến huấn luyện viên trưởng đội tuyển quốc gia thì mình sẽ livestream báo cáo với các bạn luôn. bạn Ngọc 76 Phạm nói là KV Sài Gòn đi minh hải của em thật sự là em bận lắm ấy. hôm nay uh, cũng khá là nhiều người biết em đang ở đây mọi người cũng mời ăn cơm rồi mời đi uống cà phê nhưng mà em thật sự là thời gian nó nó có quá ít luôn đấy mọi người. Anh Tuấn có bằng pro rồi nhá bạn Duy Anh 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 Tuấn có bằng pro rồi Ôi anh Tuấn là pro cứng luôn rồi Anh Tuấn là thuộc uh, lứa huấn luyện viên đầu tiên của Việt Nam có bằng FIFA Pro Và anh Tuấn là một huấn luyện viên hiếm hoi ở Việt Nam Mà cũng đã từng đi học ở UEFA Tức là học do Liên đoàn bóng đá châu Âu Họ tổ chức Anh Tuấn hồi xưa có một vụ là anh bán ô tô đi để anh lấy tiền anh sang anh anh học một cái lớp về thể lực nếu mà mình nhớ không nhầm bạn công diêu mạnh dinh nói là từ 94 trên bảng xếp hạng FIFA xuống 115 trên bảng xếp hạng thế giới à, Chúng ta đã bị tụt trong vòng 1 năm 26 ngày Dưới thời của ông Chu C thì chúng ta tụt 20 bậc Cái tụt 20 bậc này nó có nguy hiểm không? Nó rất nguy hiểm Bởi vì nó khiến cho đội tuyển Việt Nam chúng ta sẽ sẽ có thể rơi Bây giờ mà chúng ta không vượt qua được vòng loại thứ ba À vòng loại thứ hai World Cup 2026 để có mặt ở vòng loại thứ ba thì chúng ta sẽ phải đi đá vòng loại của Asian Cup 2027 và như thế có nghĩa là chúng ta sẽ bị tụt cái ranking tức là các bạn hiểu cái 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 hạt giống không trong tiếng Anh nó gọi là pot tức là cái nhánh đó cái ví dụ như là bình thường ra bây giờ là chúng ta đang đứng ở nhánh hai thì sau khi chúng ta bị tụt xuống đã bị đánh vào nhánh 3 tức là sẽ có hai cái nhánh nhánh một nhánh hai họ sẽ là những đội bóng mạnh hơn chúng ta thì như thế có nghĩa là chúng ta khi bị đánh tụt rồi thì chúng ta sẽ bị nằm ở dưới và nằm ở dưới thì trong bảng của chúng ta sẽ có nhiều đội mạnh hơn và điều đấy có nghĩa là chúng ta sẽ có nguy cơ Tức là chúng ta sẽ khó khăn hơn để lọt vào vòng knockout ở những giải đấu tới Bạn Thiên Bùi của nó là anh Hải đánh giá sao về kết quả U23 hôm nay à, Mình có nghe qua, mình không được xem, không có ai được xem cả Thì chỉ có thấy là Võ Nguyên Hoàng đã để lỡ một tình huống đối mặt Rồi về sau Bùi Vĩ Hào cũng để lỡ một cơ hội ngon ăn Thì cuối cùng chúng ta đã thua ở cái loạt luân lưu Thì luân lưu hình như là Bùi Vĩ Hào đá hỏng sau đó là đến uh, mạnh hưng đúng không đến mạnh hưng đấy là mình nghe thế thôi thực ra là việt nam chưa bao giờ được đánh giá cao ở ở những cái loạt luân lưu trừ ở vòng chung kết u hai ba châu á tại thường châu thì chúng ta mới có được cái uh, tinh thần thép như mình nói với các bạn đấy tinh thần thép này nó không phải là chúng ta tự sinh ra được mà nó phải trau dồi qua biết bao nhiêu trận mạc bao nhiêu trận chiến Đấy ví dụ như là các bạn xem Các bạn nghe những cái chương trình của Lương Xuân Trường Bạn ấy nói là khó lắm đấy, Trong những lúc mà đá quả quyết định là phải nhìn ngay đến Trung vệ Bùi Tiến Dũng Bởi vì đấy là một chiến sĩ à, Các bạn thấy không Nó hay lắm chứ không phải đùa đâu Cuộc sống uh, nhiều khi nó vui Mình thấy nó hay Hà Khôi, ông Park Hang Seo vẫn ở Việt Nam không anh? Có, huấn luyện viên Park Hang Seo hiện nay vẫn ở Việt Nam Uh, thầy Park thì cứ đi đi về về mà thầy bây giờ được free tiền vé rồi thế là thầy cứ đi đi về về thôi các bạn có câu hỏi gì thì các bạn đặt ra nhá chúng ta sẽ còn được khoảng tầm 6 phút nữa thôi em vẫn lo về chị tí vị trí tiền đạo uh, bạn thiện bùi thân mến là tiền đạo và tiền vệ công ở Việt Nam chúng ta thấy là càng ngày càng hiếm bởi vì những cái vị trí này chúng ta toàn giao cho Tây mà thành ra khó lắm À, bạn Hưng Phạm của nó là anh ơi vụ năm cầu thủ cá độ như thế nào ở Bà Rịa Vũng Tàu thì đấy chúng ta vẫn đang chờ ấy, bị khởi tố rồi đấy còn không biết là bao giờ thì xử thì mình không biết chắc là phải chờ thôi nhưng mà trong đó thì có một người nói là bạn ấy không bán chúng ta cứ chờ xem thế nào nhé mình cũng đang đợi bạn Tiến Mách có nói là chú Minh Hải ơi con thấy Việt Nam của mình đã đến lúc nhập tịch rồi chú ơi đúng rồi nhập tịch nhưng mà nhập tịch ai mới là vấn đề À, hôm trước mình có hỏi về trường hợp của Rafael Sơn Rafael Sơn vẫn chưa đến thời điểm nhập được quốc tịch à, Hình như lúc đó là phải đến cuối năm Cuối năm thì Rafael Sơn sẽ được nhập quốc tịch Mình cũng hỏi là Rafael Sơn mà nhập quốc tịch thì bạn lấy họ gì và tên là gì Nhưng mà người đi nhập tịch cho Rafael Sơn thì vẫn nói là chưa Chưa làm hồ sơ Bạn Dũng Nguyễn Thanh nói là thầy Ly e rằng cũng không ăn thua đâu Mình không biết, cái đấy thì mình không biết Thật sự là không biết đó và đây mình vẫn chia sẻ với anh chị bạn về chiếc áo của Vicento có tên là President Đấy là tổng thống nó làm bằng lụa Nhật Bản Mềm, mịn, mượt, mát, mặc phải nói là cực kỳ là sướng luôn à, Mẫu áo này bình thường ra là nó khoảng tầm trên 1 triệu Nhưng bây giờ thì Vicento đã giảm xuống cho các bạn bốn gần 40% giá chỉ còn 639 nghìn Nếu các bạn mua combo 3 chiếc thì giá chỉ còn 1 triệu 398 nghìn Và các bạn được tặng một chiếc da cá sấu trị giá 1 triệu 598 nghìn các bạn thấy xịn sò không? Ở vicento.vn thì các bạn có một cái quyền là tự thành lập combo. Combo càng nhiều giảm giá càng sâu, combo càng nhiều các bạn càng được tặng quà lớn. Đấy. Còn các bạn đến 240 k thì các bạn cứ đọc tên vlog Minh hải để được giảm giá thêm. Tất nhiên là các bạn mua càng nhiều thì các bạn được giảm giá càng lớn. Trên màn hình của các bạn bây giờ là tuyệt phẩm của nhà Menhouse, nó chính là cái ổ điện Menhouse. Nó có hai loại nhá, loại C4 rất là đẹp. Đấy đẹp cái này để các bạn để ở phòng khách này hoặc là các bạn để trên bàn tiệc lẩu là rất là ngon luôn một chiếc là 339.000 các bạn mua hai chiếc là 639.000 đó nhưng mình khuyên các bạn là nên sử dụng con V8 con V8 này thì dây nó dài gấp đôi là 3 mét số ổ điện của nó là nhiều hơn gấp 5 à, nhiều hơn 5 cái tức là nó có 8 ổ cắm và 3 cổng sạc à, 4 cổng sạc hai cổng USB và hai cổng tai si ở đây nó có một cái mà mình gọi là anh trung vệ áo đỏ Tên là Atomat Các bạn đi làm, đi chơi, đi học, thậm chí là đi ngủ Thì anh Atomat này anh vẫn thức Để anh đảm bảo cho các bạn cái ổ điện này Nó được an toàn phòng chống cháy nổ Nó giúp cho gia đình của các bạn an toàn hơn Mà gia đình là bố mẹ, là vợ con Là tài sản mà các bạn dành cả cuộc đời ra để tích góp Đấy Và quên mất nó làm bằng loại đồng nguyên khối 3 ly Cho nên là nó chịu được tải lên đến 4000W Các bạn cắm 2-3 lồi lẩu và ăn tẹt ga luôn Đấy, và nó lại còn chịu được nhiệt lên 750 độ một đổi một trong vòng 6 tháng và các bạn được bảo hành một năm số điện thoại mình để trên logo 0889333300 các bạn nhớ nhé menhouse vn tiếp tục xuống kim mã gọi cho anh à không các bạn cứ đến 240 kim mã ở đấy là coi như có Minh Hải rồi Lê Hải quỳ hợp có nói là anh Hải ơi con gái tôi rất hâm mộ anh mấy năm nay giờ con tôi sắp phải đi phẫu thuật dị tật bẩm sinh nhờ anh có lời động viên cháu với con tôi tên là lê vũ hà thương ở quỳ hợp nghệ an bạn lê vũ hà thương thân mến nếu mà bạn đang xem được chương trình này thì uh, minh hải xin được chúc bạn mọi điều tốt lành uh, chúng ta trong cuộc đời ai cũng sẽ có những vấn đề uh, quan trọng nhất là chúng ta phải luôn luôn lạc quan để giải quyết vấn đề đấy cuộc sống của chúng ta sẽ trở nên có ý nghĩa hơn cuộc sống của chúng ta sẽ trở nên tốt đẹp hơn bởi vì ý chí của chúng ta là mãnh liệt hơn mình đề nghị bạn lê hải quỳ hợp bạn lê hải quỳ hợp có thể nhắn lại cho mình số điện thoại của bạn để mình liên hệ với bạn mình muốn tặng con gái của bạn một món quà đó là chiếc áo của đội tuyển việt nam nếu như con gái của bạn mà yêu mến một ai một cầu thủ nào đấy thì mình sẽ xin chữ ký để mình tặng cho con gái của bạn thay cho cái lời động viên và thay cho lời chúc để bạn có một cái ca phẫu thuật nó thật là mỹ mãn à, lấy lại tất cả những cái gì xứng đáng thuộc về bạn à, rất là mong bạn lê hải quỳ hợp nhắn với lê vũ hoài thương giúp mình à, mình sẽ gửi tặng bạn một chiếc áo có chữ ký của cầu thủ mà bạn yêu mến mình hy vọng rằng là nó sẽ về sớm để nó coi như là một cái liều động viên tinh thần giúp cho à, chúng ta có sự mạnh mẽ hơn cuộc đời là như thế Ai cũng thế thôi. Chúng ta không đối diện với khó khăn này thì chúng ta sẽ đối diện với khó khăn kia. Chúng ta không không bao giờ thoát được cả. Nhưng cái quan trọng nhất là chúng ta mạnh mẽ, chúng ta lạc quan. Chúng ta biết cần phải chiến đấu để giành lấy một cuộc sống nó thực sự có ý nghĩa, thực sự là một cuộc sống tốt đẹp dành cho chúng ta. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Mình uh, mỗi lần Uh, bạn uh, khương nguyễn văn nói là kênh top top thông tin của anh đưa lên càng ngày càng nhạt ok nếu mà bạn cho là nhạt thì bạn mình khuyên bạn là đừng xem bởi vì nói thật là đối với mình đấy là mình đã rất là cố gắng rồi mình đã rất là cố gắng rồi bởi vì nó là kênh thông tin chứ là cứ có thông tin thì mình đưa lên còn các bạn cho rằng những thông tin đấy là nhạt thì mình chịu bởi vì thông tin thì mình không bịa thêm được mình không thể thêm mắm thêm muối để cho nó mặn thêm được cho nên là thôi nó chỉ có như thế thôi nếu mà bạn mà cảm thấy nó không ok thì mình xin lỗi bạn và mình cũng mong bạn đừng xem để cho bạn cũng đỡ bị tụt mút còn mình thì đấy mình đã mình bao giờ cũng thế cứ làm cái công việc gì mình cũng bỏ hết cái tâm huyết của mình vào đó cảm ơn mọi người rất nhiều mình sẽ ghim cái 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 bạn lê hải quỳ hợp bạn có thể nhắn tin cho mình ở bất cứ hệ thống nào À, từ bây giờ cho đến khi mình về hà nội thì mình sẽ check thường xuyên cái livestream này khi mà cái livestream này xuống sóng bạn vẫn có thể comment vào nhé bạn cho mình xin cái địa chỉ của bạn số điện thoại của bạn để mình gửi món quà gọi là động viên tinh thần cho con gái của bạn nhé cảm ơn mọi người rất là nhiều bây giờ thì minh hải xin được kính chào tạm biệt hẹn gặp lại các bạn trong những chương livestream tiếp theo